Sau cuộc tình tan vỡ với đạo diễn Diệp Tiên, Ca liên tục bị soi, hin có mối quan hệ đặc biệt với Jim Tuấn Kiệt. Được đẩy thuyền, cả hai rất thoải mái xuất hiện cùng nhau chứ không hề né tránh, thậm chí thỉnh thoảng còn tự chèo da khơi khiến dân tình dần dần. Đáng nói nhất, vào tối ngày 6 tháng 8, Huỳnh Lập chia sẻ tin nhắn trò chuyện riêng tư với Ca và để lộ chi tiết cô đang sao chép loạt hình ảnh, clip có phong nền giống với ảnh sống ảo mới nhất của Jim Tuấn Kiệt. Nhanh như chớp, các thánh hóng liền cho rằng nghi vấn cặp đôi sống cùng nhà là có cơ sở thậm chí còn chơi puka làm phó nháy cho gin tuấn kiệt puka để lộ tin nhắn riêng tư tiết lộ đang làm việc ở nhà riêng dân tình soi ngay chi tiết có liên quan đến gin tuấn kiệt cách đây ít ngày nam ca sĩ cũng đăng tải loạt ảnh có màu sắc hao hao với loạt dữ liệu trong điện thoại mà puka đang sao chép ngay lập tức, nữ diễn viên đã hé lộ một ảnh cận, trường quay giả chiến, tại nhà để nằm thanh minh chuyện check-in tại nhà viên giống Kim Tuấn Kiệt. Có thể thấy, nếu nhìn kỹ thì bức ảnh của cả hai chỉ hao hao nhau về màu sắc, nhưng bối cảnh xung quanh không hề giống. Không chỉ thế, đàn gái còn lên tiếng, trên đời này cái gì cũng nên vừa phải. Đừng cố gắng ghép đôi khi mất hay dường như puka đang cảm thấy khó chịu và bức xúc trước chuyện được đẩy thuyền quá đà của dân mạng nên mới đăng đàn căng thế kia đây cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên thể hiện thái độ hờn giận ra mặt khi bị ghép đôi với kim tuấn kiệt puka lên tiếng thanh minh và thể hiện thái độ khác hẳn trước đây dường như cô đã khó chịu khi liên tục bị đồn ở trung nhà kim tuấn kiệt nếu soi cận những bức ảnh của cả hai thì sẽ nhận ra bối cảnh xung quanh không phải là một trước đó Cuca và Gin từng bị gán ghép là sống cùng chỉ qua việc bị soi chi tiết một góc trong nhà. Thời điểm đó, Cuca đã lên tiếng khẳng định cô đang giãn cách một mình tại nhà riêng. Những ngày gần đây, cặp đôi khiến dân tình dần dần vì lộ loạt chi tiết lạ nghi vấn trên tình bạn, dưới tình yêu.